quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Bắt đầu. Mặc niệm để tưởng nhớ đến tổ tiên Hồng Lạc đã có công dựng nước và giữ nước, để tưởng nhớ đến dân quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa và hơn 58.000 chiến binh Hoa Kỳ cùng đồng minh đã hy sinh để bảo vệ miền Nam trước năm 1975. Và chúng ta cũng không quên những đồng bào, đồng đội và các chiến hữu của chúng tôi đã chết thảm trong các trại lao tù cộng sản sau 1975, và hơn thế nữa, trên nửa triệu đồng bào đã hy sinh trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do. Phúc mặc niệm bắt đầu. Bằng giây phút này,
tỉnh của Bình Cung đã thất thủ. Quân dân chạy về phía Việt Nam Cộng Hòa. Cộng sản đã chạy theo và bắn giết. Xác hơi trên đại lộ Kinh Hoàng, trên đèo Hải Vân và các tỉnh của miền Trung. Bằng giây phút này, hàng trăm những người lính sắp sửa dùng súng để bắn vào đầu mình, để bắn vào trái tim của mình. Và có những toán quân dùng lưu đạn để tự sát chung vì không chịu nổi. Đó là kẻ ác đã thắng cuộc chiến. Và cũng bằng giây phút này và tiếp sau đó, đó là hàng triệu người phải bỏ nơi chôn nhau cách rốn, hàng trăm ngàn người đã phải lấy đại dương mênh mông, lấy rừng sâu làm mồ chôn trên đường đi tìm tự do. Tránh độc tài cộng sản. Trong giây phút này, chúng ta nghiêng mình thắp một nén nhang tưởng niệm trong lòng những cái chết trong ngày đau thương đen tối của đất nước của chúng ta. Và chúng ta vẫn có bộ phận, cho dù 48 năm tại vì quê hương của chúng ta đã trở thành những quốc gia nghèo đói nhất thế giới. Trai thì lao động khắp nơi, gái thì phải buôn bán tình dục. Và Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia nghèo đói nhất thế giới. Chính vì vậy, chúng ta vẫn còn phải có bộ phận tiếp tục tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ tự do. Và chúng ta phải xác định đó là ngày nào còn cộng sản cai trị trên quê hương. Mãi mãi tháng tư đèn và 10 tháng tư đèn vẫn là ngày quốc hạnh để bắt đầu buổi nhạc đấu tranh tưởng niệm ngày hôm nay. Xin quý vị hô với chúng tôi: đá lao công sản, đá lao công sản, đá lao công sản, tự do dân chủ cho, tự do dân chủ cho, tự do dân chủ cho. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Anh Hoàng Thưởng là hội phó nội vụ của Hội Truyền thông Việt Bắc Cali. Và thưa quý vị, Hội Truyền thông Việt Bắc Cali chúng tôi hòa cùng với lại cái tâm tình vào cái tháng tư đen thì chúng tôi có tổ chức cái buổi văn nghệ này. Và thưa quý vị, người tổng thư ký của Hội Truyền thông của chúng tôi, đó là ký giả Duy Văn, nhà báo Duy Văn, anh cũng là người phụ trách văn nghệ của Hội Truyền thông của chúng tôi, thì anh đã bỏ ra rất là nhiều thời gian để select, để chọn những cái bài nào đó để mình nhắc nhở cho chúng ta, những người đã phải bỏ nước ra đi, sầu ly hương chứ không có vui ly hương, thưa quý vị. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời nhà báo Chi Văn, tổng thư ký của Truyền thông Việt Bắc Cali. Cảm ơn nhà nữ. Thưa quý đồng hương, anh em cộng sản, quý cơ quan truyền thông, báo chí, thưa quý vị, tính đến nay, tháng tư năm nay là 2023, là 48 năm miền Nam bắt về tay cộng sản. Việt Bắc miền Nam là do cộng sản Bắc Việt dân lệnh quan thầy Nga Tàu thời đó đã phá vỡ hiệp định Paris, đem quân cưỡng chiếm miền Nam. Có thể nói đây là một biến cố lịch sử mà cộng sản Bắc Việt đã tạo nên
đem đau khổ cho dân tộc Việt Nam. Và từ đó, hàng triệu người phải bỏ nước ra đi để thoát khỏi chế độ cộng sản. Họ ra đi bằng mọi hình thức, nhưng đặc biệt nhất là dương biển. Để dù phải chết trên biển nhưng vẫn phải đi để tránh chế độ cộng sản. Từ nhiều năm, người Việt tị nạn cộng sản hải ngoại đã luôn hoài niệm và nhắc nhở cho nhau về biến cố khổ đau này do cộng sản có việc gây ra. Nhiều cộng đồng tị nạn Việt Nam trên thế giới đã tổ chức ngày Quốc hạnh 30 tháng 4 cũng nhằm vào mục đích đó. Họ đã tổ chức những buổi văn nghệ hay đốt nến tưởng niệm. Hôm nay cũng trong ngoài mục đích đó, Hội truyền thông người Việt Bắc Cali chúng tôi cũng tổ chức một buổi ca nhạc đặc biệt về tháng Tư đêm với những dòng nhạc hoài niệm về biến cố này với các ca sĩ của Hội truyền thông và các ca sĩ ở địa phương ở thung lũng Hoa Vàng này. Phần lớn ca sĩ sẽ truyền tải đến quý vị một số bài hát chủ đề như sau: chúng ta cùng tưởng niệm, kính mời quý vị thưởng thức với những nhạc phẩm thuộc 30 tháng 4 và những nhạc phẩm lính của thời chinh chiến. Chúng tôi hiện nay chúng tôi xin giới thiệu MC Nghi Lữ, Hoàng Thượng và MC Thùy Nga lên sân khấu để điều khiển chương trình. Xin mời ba MC lên sân khấu. Trước hết thì Nga xin kính chào và thưa quý vị quan khách. Thật sự là rất là buồn với cái ngày 30 tháng 4 của chúng ta đã mất nước. Cho nên hàng năm chúng ta đều luôn luôn tưởng nhớ đến những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta và tất cả những đồng bào của chúng ta. Cho nên hôm nay ban tổ chức đã tổ chức một chương trình rất là đặc biệt ở tại đây mà có sự hiện diện của tất cả các anh chị em. Chúng em rất là cảm ơn. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, tôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nắng trên môi, những giọt lệ ôi sâu đắng. Sài Gòn ơi, nắng có vẫn còn vương trên đường. Cửa ngày xưa mở có ướt ngập lối đường về. Rồi mùa thu lá đổ còn xuống không biên. Bóng gầy còn đứng yên nghiêng. Thay nắng thắm thức cho người. Okay.
trở lại bên em sống dưới. Một đêm tình ơi, ta có mơ đâu ta.
Một lần.
Việt Nam Cộng Hòa 4 năm
thưa quý vị vừa nghe anh hội trưởng hội triệu tâm người Sakali mà cũng là một người quân quân. Chắc chắn rằng trong chuyến bay không thể nào người lính, người phi công không thấy hình ảnh tuyết trắng ở dưới cùng, và anh Hải đang nhớ về những người phi công mà đội của chúng tôi khi bay trên trời thì nhìn dưới là tuyết trắng. Cảm ơn anh đại lượng. Chạy
Cầu bé mồ côi cũ vui của
Mày có